Sáng nay ngày 30 tháng 4, blogger đình đám xứ Trung "Đây là quả dưa tôi ăn" tung đoạt clip về Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao mạng xã hội. Trong một tuần tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp xuất hiện bên chồng cũ Phùng Thiệu Phong tại tổ ấm cũ của cả hai từng chung sống. Đây là lần đầu tiên cả hai lộ diện bên nhau sau loạt lùm xùm vừa qua. Theo thông tin, Triệu Lệ Dĩnh tới đây cùng một số trợ lý, mục đích là để dọn nốt số đồ đạc còn lại trong căn nhà cũ. Đáng chú ý, Phùng Thiệu Phong đi trước mỹ nhân họ Triệu, cặp đôi hoàn toàn không trò chuyện, giao tiếp với nhau bất cứ câu nào. Thái độ hành xử của hai vợ chồng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dân tình đều thắc mắc, chẳng lẽ cặp đôi đã cạn tình đến mức không nói với nhau câu nào, đồng thời cho rằng hai người không quay lại làm bạn bè như họ đã nói trước đó, mà giống như biến thành người riêng hơn. Bên cạnh đó, nhiều người xót xa khi nghĩ đến cậu con trai nhỏ của cặp đôi. Không biết hiện ai đang nuôi dưỡng đứa bé, cậu bé có cảm xúc thế nào khi bố mẹ đường ai nấy đi. Sau khi hoàn thành xong việc chuyển đồ đạc, Triệu Lệ Dĩnh cùng trợ lý lên máy bay trở về Bắc Kinh. Theo thông tin, người đẹp chuẩn bị ghi hình cho chương trình "Làm phiền nhé tủ lạnh" mùa tới. Netizen đang vô cùng hồi hộp, chờ đón màn tái xuất của người đẹp họ Triệu hậu ly hôn. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn rồi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục vướng vào tin đồn tiêu cực. Trước đó, trong 163 bất ngờ có một bài viết gây xôn xao cư dân mạng, với dòng tít: Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau khi ly hôn, khóc nức nở khi nghe tiếng fan cổ vũ. Trong bài, nữ diễn viên lộ loạt khoảnh khắc nước mắt giàn giụa, liên tục gửi lời cảm ơn đến các fan đã luôn kề vai sát cánh. Trên mạng xã hội, netizen truyền tay nhau bài báo này và tỏ ra vô cùng lo lắng cho nữ diễn viên họ Triệu. Vậy nhưng, sau khi những tấm hình này được chia sẻ, blogger nổi tiếng Tiểu Tiên Nữ đã có bài viết phản pháo và khẳng định lại rằng những tấm hình trên của Triệu Lệ Dĩnh thực chất là từ một sự kiện diễn ra vào năm 2017. Người tung tin đã cố tình cắt phần thời gian được in trên tấm phông đằng sau để gây ra hiểu lầm. Các fan cũng cho rằng, nhìn kiểu tóc, trang phục của nữ diễn viên trong ảnh này hoàn toàn khác với phong cách hiện tại. Cho tới thời điểm hiện tại, cả mỹ nhân họ Triệu và chồng cũ là Phùng Thiệu Phong đều chưa nhận lời tham gia bất cứ sự kiện nào. Chắc chắn, sự hiện diện của hai nghệ sĩ này trước truyền thông sẽ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Hiện tại, điều khiến công chúng quan tâm hàng đầu chính là Triệu Lệ Dĩnh hay Phùng Thiệu Phong sẽ giành được quyền nuôi con. Trên mạng xã hội, dân tình chia phe tranh cãi vô cùng rôm rã. Một bên cho rằng trẻ nhỏ đương nhiên sẽ do mẹ nuôi dưỡng, quyền nuôi con thuộc về mỹ nhân họ Triệu là hợp lý. Số khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quá đam mê công việc nên con trai cần ở với Phùng Thiệu Phong. Sau khi sinh con xong, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc, hình tượng thay đổi từ cô gái ngọt ngào trở thành quý cô sang trọng. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đã giảm tải công việc để ở nhà chăm con. Một người mãi bận rộn với sự nghiệp, một người lại chỉ ở nhà, điều này đã khiến cho mối quan hệ của cả hai tràn nước. Sau khi ly hôn, việc giành quyền nuôi con cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Triệu Lệ Dĩnh vì bận rộn với công việc đã không còn tâm sức để nuôi con, Phùng Thiệu Phong trở thành sự lựa chọn tốt nhất để giành được quyền nuôi quý tử. Từ đây, nữ diễn viên họ Triệu có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Trong thông cáo báo chí về việc ly hôn, cặp đôi Dĩnh Phong tuyên bố lý do đường ai nấy đi là do công việc bận rộn dẫn đến tình cảm nhạt nhòa. Tuy nhiên, phần đông công chúng vẫn bán tín bán nghi và cho rằng tài tử họ Phùng ngoại tình nên mới dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Nhất là khi một hot girl mạng bóc phốt Phùng Thiệu Phong ngoại tình với cô trong lúc Triệu Lệ Dĩnh bầu bí, sinh con. Về phía nhà gái, Triệu Lệ Dĩnh bị cư dân mạng chỉ trích quá tham vọng với sự nghiệp, không hy sinh cho gia đình. Sau khi sinh con không lâu, Lệ Dĩnh quay lại làng giải trí, tích cực xuất hiện trong nhiều dự án phim, show truyền hình và các hoạt động thời trang. Nhưng Phùng Thiệu Phong thì ngược lại, anh chỉ xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và dành nhiều thời gian thay Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc cho con trai. Triệu Lệ Dĩnh có tham vọng đối với sự nghiệp nhưng Phùng Thiệu Phong lại không quá coi trọng những điều này. Khoảng cách sự nghiệp giữa họ ngày càng lớn, đương nhiên là hai người sẽ thường xuyên phải đối diện với những vấn đề mỗi người một nơi. Thời điểm mặn nồng nhất, thời điểm thích hợp nhất để khiến tình cảm thêm bền vững thì cặp vợ chồng đã bỏ qua, nên không có gì kỳ lạ khi họ dễ dàng ly hôn đến như vậy.